xung đột vũ trang hiện đại thường phải tuân thủ luật chiến tranh, còn được gọi là luật nhân đạo quốc tế, IHL, gồm 4 công ước Geneva năm 1949, hai nghị định thư bổ sung năm 1977, công ước La Hay năm 1899 và 1907, cũng như một số công ước về vũ khí. Những văn bản này giúp bảo vệ dân thường và người đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, thông qua việc đặt ra các biện pháp hạn chế và cấm đối với một số cách tiến hành chiến tranh. Trong trường hợp Hamas, Israel, Hamas không phải một quốc gia. Xung đột hiện tại không phải giữa Israel và Palestine, vốn do nhà nước Palestine đại diện, giáo sư Ren Provost, chuyên gia luật quốc tế thuộc Đại học Margin tại Canada, nói với dân trí. Do đó, tôi thấy khá rõ đây là xung đột vũ trang phi quốc tế. Ông Provost nhận định rằng vụ tấn công của Hamas đã vi phạm luật pháp quốc tế. Nếu Hamas vượt qua biên giới và chỉ tấn công binh sĩ Israel, Điều đó nhiều khả năng không vi phạm luật quốc tế mà chỉ vi phạm luật Israel, ông Krovos nói. Nhưng nó không phải là điều đã xảy ra. Quan chức Hamas luôn khẳng định chiến binh của mình chỉ tập trung vào binh sĩ Israel và không nhắm tới dân thường, ít nhất là không cố ý sát hại họ. Nhưng trong số gần 1.400 người thiệt mạng trong vụ tấn công hôm 7 tháng 10, gần 75% là dân thường, theo cảnh sát Israel. Một số gia đình bị giết ngay trong nhà. Trước vụ tấn công của Hamas, Giáo sư Provost khẳng định Israel có quyền tự vệ do nước này là nạn nhân của một vụ tấn công vũ trang. Đương nhiên, phản ứng của Israel phải tuân thủ quy tắc tương xứng với vụ tấn công đầu tiên. Sự tương xứng không đơn thuần là về số lượng người chết, ông Provost nói và giải thích rằng vụ tấn công của Hamas có quy mô lớn nên Israel cũng có thể phản ứng ở quy mô lớn. Nhưng đến một điểm nào đó, phản ứng của Israel sẽ không còn tương xứng, ông Provost chỉ ra Ví dụ về cách phản ứng bất tương xứng là cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại miền Nam Liban vào năm 2006, theo ông Provost. Cụ thể, để trả đũa sau khi Hezbollah giết ba binh sĩ Israel và bắt cóc hai người, Israel đã phản ứng bằng cách đưa quân vào Nam Liban, phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng tại đây như cầu đường, cơ sở lọc nước, sân bay và khu dân cư, bên cạnh tiêu diệt hàng trăm chiến binh đối phương.